Hôm nay phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thái Luyện và 22 đồng phạm về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và rửa tiền tiếp tục với phần xét hỏi các bị hại trong vụ án. Ngay từ sáng sớm đã có rất đông bị hại làm thủ tục để tham dự phiên tòa. Trước hội đồng xét xử, các bị hại đều bày tỏ nguyện vọng muốn nhận lại đất hoặc tiền đã đầu tư vì đây là những tài sản hợp pháp của họ. Dù chân bị đau và phải chống nạng, nhưng bà Sen quê Long Thành, Đồng Nai vẫn cố gắng có mặt tại phiên tòa. Bà cho biết mình có dùng tiền tiết kiệm và vay mượn để mua trả góp 4 mảnh đất trong dự án được công ty Alibaba tự vẽ mang tên Bào Cát Riverside ở Đồng Nai. Khi mua đất, bà Sen biết đó là đất nông nghiệp nhưng tin tưởng vào lời hứa sẽ thành dự án nhà ở như lời cam kết của công ty Alibaba. Và đây là nguyện vọng của tôi là lấy lại tiền, nếu như không có tiền trả thì tôi lấy bằng đất. Bởi vì nhà tôi nghèo lắm, khổ lắm, tôi 4 đứa con, chồng tôi chết. Mình mong muốn là mình được trả lại cái số tiền mà mình đã đầu tư vào thôi. Chứ còn bây giờ mà lãi suất đồ các cái thì anh này chắc anh cũng không trả nổi. Mình chưa có số tiền lớn, mua góp như vậy mình rất là mừng. Tại vì mình không có tiền mua những dự án lớn đôi 3 tỷ, không bao giờ với được. Chẳng lẽ suốt cuộc đời mình đi mướn nhà, cho nên khi mình mua góp gì mình mừng lắm. Mà bây giờ công ty vướng vào vòng lao lý như vậy thì mình muốn nhận đất. Như vậy, những người được xác định là nạn nhân trong vụ án Alibaba thì người muốn nhận lại tiền, người lại khẳng định đất họ mua là đất nông nghiệp trong dự án ma thì vẫn hợp pháp nên có nhu cầu nhận đất. Theo quan điểm của các luật sư, quá trình giải quyết một vụ án hình sự lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thì tài sản sẽ được bán đấu giá theo quy định của pháp luật để trên cơ sở đó trả lại tiền cho các bị hại, và yêu cầu nhận đất của người dân là khó đáp ứng bởi hợp đồng mua bán đất của người dân với công ty Alibaba không đúng pháp luật cả về hình thức lẫn nội dung. Về mặt hình thức thì đã ký hợp đồng mua đâu, phải ký các cái hợp đồng mà được công chứng, chứng thực, được sang tên thì mới gọi là hoàn tất cái quá trình mua. Mua những cái loại bánh vẽ ở trên giấy thôi. Thì thực tế là nhà nước không thừa nhận cái quá trình này vì đây là một vụ án mà được xác định là vụ án lừa đảo. Cho nên là cái yêu cầu của người dân là lấy đất nông nghiệp thay vì nhận tiền là tôi đánh giá là không có cơ sở. Cái việc là họ muốn lấy lại tiền thì đương nhiên rồi. Nhà nước, tòa án, cơ quan điều tra tới đây rồi cũng sẽ đến giai đoạn thi hành án, cũng sẽ làm tất cả để thu hồi lại tài sản cho người dân. Trong quá trình điều tra vụ Alibaba, cơ quan điều tra thu hồi được số tài sản được định giá trên 1.500 tỷ đồng. Như vậy, tuy không lấy được đất, nhưng chắc chắn người dân sẽ thu được tiền. Nhưng người dân nhận bao nhiêu, được bao nhiêu phần trăm trên số tiền đã bị lừa đảo, lại phụ thuộc vào việc cơ quan chức năng thu được bao nhiêu tiền khi bán đấu giá số tài sản đã được định giá nói trên.